Bởi vì không thể nào nhân tạo được như thiên nhiên, đó là đặc điểm của thiên nhiên, và những cái tia dầu này là tự nhiên. Và nếu như mình nhân tạo, mình đưa dầu vào những tia dầu này thì mình sẽ thấy sự khác biệt so với hành tự nhiên. Thiên nhiên là như vậy. Trầm là một chủ đề về phong thủy, và nó sẽ tốt cho người sở hữu cũng như sử dụng. Nó sẽ đem lại cho người sử dụng những điều may mắn, trừ tà khí. Những cái gì mà không tốt sẽ được loại bỏ, thay vào đó là những điều tốt đẹp tích cực đến. Vâng, Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách. Chủ đề ngày hôm nay Kỳ Lân giới thiệu đó là về trầm. Thì như quý khách đã biết, từ xưa đến nay, từ thời cha ông, từ thời vua chúa, thì hầu như tất cả đều biết về công dụng của trầm. Trầm là một chủ đề về phong thủy, và nó sẽ tốt cho người sở hữu cũng như sử dụng. Không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà từ xưa đến giờ, bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ, thậm chí là từ thời vua chúa, mọi người đều biết về trầm, đều công nhận về trầm. Thì trầm nó mang một ý nghĩa tâm linh và phong thủy, có nghĩa là nó sẽ đem lại cho người sử dụng những điều may mắn, trừ tà khí. Những cái gì mà không tốt sẽ được loại bỏ, thay vào đó là những điều tốt đẹp tích cực đến. Thì vì vậy Kỳ Lân cũng là một người không ngoại lệ. Và mỗi người có một niềm tin khác nhau, mỗi người có một quan niệm khác nhau, và mỗi người có một sự trải nghiệm khác nhau. Đối với Kỳ Lân thì mới đầu cũng chưa có gì, chưa biết, khi mà mới chơi trầm thì mình cũng nghĩ là bình thường. Nhưng mà sau khi mình chơi trải nghiệm một thời gian, nhất là những bác, những quý khách đã từng trải và đã nghiệm ra được, thì chắc chắn sẽ biết được lời Kỳ Lân nói. Và lúc đầu thì mình cũng nghĩ bình thường, nhưng mà sau đó mình dùng một thời gian thì mình cảm thấy nó mỗi ngày tích góp, mỗi ngày nó sẽ tự nó luân chuyển mà mình không hình dung nó luôn. Cho nên mình có niềm tin tuyệt đối. Còn đối với mỗi người thì tất nhiên là sẽ mỗi người có một cái niềm tin khác nhau và sự trải nghiệm khác nhau, cho nên không thể đánh đồng được tất cả. Vì vậy sau khi Kỳ Lân cảm thấy ok, tốt và đúng những cái gì mà những thế hệ đi trước để lại, thì Kỳ Lân chơi trầm và thích trầm và chia sẻ trầm cho tất cả quý khách. Và quý khách biết là Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên về tất cả những sản phẩm cao cấp, đẳng cấp, đỉnh cao. Cho nên trầm cũng vậy, là một trong danh mục sản phẩm của Kỳ Lân, và Kỳ Lân chọn những cái gì là tốt nhất, đẳng cấp nhất. Tức là Kỳ Lân sẽ chơi những trầm thiên nhiên, núi rừng, trầm zin, và nó phải chất lượng, bởi vì Kỳ Lân kiểm định, kiểm tra bằng kinh nghiệm của mình chơi và kinh nghiệm của hội trong nhóm Kỳ Lân Luxury. Cho nên là tất cả những trầm Kỳ Lân không làm những loại không đủ tiêu chuẩn của một dòng sản phẩm cao cấp. Nói chung là trầm thì cũng có nhiều phân khúc bình dân, trung bình, cao cấp và siêu cao cấp, đẳng cấp. Thì Kỳ Lân sẽ chọn những sản phẩm siêu cao cấp, đẳng cấp để phục vụ cho đúng những cái gì thương hiệu Kỳ Lân Luxury có từ xưa đến giờ. Và cụ thể ngày hôm nay Kỳ Lân đang giới thiệu trầm thì có nhiều hình dạng. Tại vì ví dụ như trầm thiên nhiên zin thì nó sẽ, nếu như mình không có chế tác thành những mẫu đẹp theo ý, thì mình sẽ chọn những trầm thiên nhiên nó hình thù như thế này. Thì mỗi người sẽ có một cái nhận định về hình dáng khác nhau, thích khác nhau. Thì zin thường để mặc định nó như vậy. Còn nếu như chúng ta chọn trầm zin mà nó đều hết như vậy, đẹp như vậy, thì giá nó cũng sẽ rất là cao. Bởi vì sẽ chọn những cái trầm zin đẹp khối lớn, mình mới tiện ra để nó ra được đều như thế này, thì giá thành nó cũng sẽ khác. Còn bình thường nếu mình muốn những cái gì mà tốt nhất từ tự nhiên, thiên nhiên, không phải tốn công để mà tiện ra, thì mình cứ chọn mặc định sau là trầm sau để như vậy mà dùng thôi, thì nó sẽ như thế này. Và hình dáng là như cái Kỳ Lân đang dùng này, hình dáng này. Nó mỗi cái hình dáng khác nhau, không có nào giống cái nào. Nó là zin thiên nhiên, Kỳ Lân không phải tiện từ cái một khối lớn ra để tạo được nó đều như vậy, mà Kỳ Lân sẽ chọn những cái trầm thiên nhiên nhỏ nhỏ, Kỳ Lân sẽ tổng hợp lại để tạo nên cái vòng đeo như vậy. Cũng cái hay, có cái riêng và không cái dòng nào giống dòng nào. Còn tiện như thế này thì đẹp, nhưng mà nó sẽ đa số sẽ bị giống nhau, có đôi khi bị đụng hàng. Thì tùy vào mỗi cái suy nghĩ của quý khách. Và hiện tại Kỳ Lân đang theo cái phong cách trầm zin và trầm tự nhiên, thiên nhiên, núi rừng, và Kỳ Lân sẽ chưa có phối vàng vào.
Kỳ Lân muốn. Theo quan điểm của Kỳ Lân thôi, thì mình chơi đồ phong thủy thì Kỳ Lân sẽ để thuần tí như vậy để tạo nên phong thủy nó trở nên tốt hơn. Và Kỳ Lân đã chơi trầm là trầm chứ Kỳ Lân ít có xen kẽ vàng vào. Còn nếu như quý khách có nhu cầu xen kẽ vào thì Kỳ Lân sẽ thực hiện cho quý khách. Và Kỳ Lân cũng nói rõ luôn là khi quý khách cần làm vàng thì Kỳ Lân sẽ thực hiện, nhưng mà vàng của Kỳ Lân là vàng 18K AU750 vàng chuẩn, cho nên là nó sẽ đẹp và nó sẽ sắc sảo và máy móc hiện đại nên công nghệ nó ra vàng cũng là rất là đẹp. Cũng như là đặc trưng về nữ trang, Kỳ Lân là đơn vị chuyên chế tác nữ trang cao cấp với đội ngũ kỹ thuật cao và máy móc công nghệ cao cho ra những sản phẩm đẳng cấp. Thì đối với trầm cũng vậy, khi quý khách có yêu cầu về đính vàng xen kẽ vô hoặc là tạo những cái phong cách vàng với trầm xen kẽ vô thì Kỳ Lân sẽ design và thiết kế tạo nên những cái sản phẩm vàng 18K AU750 chuẩn, không làm vàng 61, nói chung là hàng đặc chứ không phải là làm hàng đại trà. Và cũng như hồi nãy Kỳ Lân nói là quan điểm ban đầu Kỳ Lân thích chơi trầm thì đeo như thôi, không có vàng quý hết. Còn muốn chế tác nữ trang vàng thì mình qua nữ trang vàng như thế này, phong thủy thì cho nó phong thủy luôn. Còn muốn mà phong thủy mà kết tâm thành thời trang thì cũng liên hệ với Kỳ Lân luôn, Kỳ Lân cũng phục vụ cho khách luôn. Nhưng quan điểm của Kỳ Lân thì Kỳ Lân thích đơn giản, còn quý khách thì đơn giản hay thích đẹp hơn hay thích nó phong cách hơn thì đó là nhu cầu của khách, Kỳ Lân luôn sẵn sàng phục vụ theo ý của quý khách. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ thử trầm chìm như thế nào, quý khách xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái trầm mà bình thường nha. Thả vào ti rất mỏng, rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng mà nó có chìm hay không thì mình thử thả mạnh, thiệt mạnh luôn nè. Không chìm, nổi nha, nổi rất là rõ ràng, nổi lên bề mặt. Bây giờ Kỳ Lân thả lại nè, cặn cảnh vô giùm anh nha, 1, 2, 3, mạnh thiệt mạnh. Nếu chìm xuống nó nổi lên liền. Bây giờ Kỳ Lân chìm nó xuống nha, đè nó xuống tặng đáy luôn nè. Còn bây giờ cái này nè, mặc dù có miếng vàng nhưng mà Kỳ Lân thả vào xem, chìm ngay. Kỳ Lân thả nhẹ, thiệt là nhẹ cái miếng trầm này, không có gì hết, không có vàng, không có đồ gì hết. Trầm nu này Kỳ Lân thả nhẹ xuống thôi, nhẹ thiệt nhẹ, nó cũng chìm dưới nước, đụng đáy luôn nè, đụng đáy nè, rõ ràng đụng đáy ha. Một miếng trầm to hơn mà trầm thường nè, cũng trầm này cũng nhiều dầu nè, cũng có nhiều dầu nè. Kỳ Lân sẽ để vào ha. Nó, ở đây nó có một cái lỗ khoét giống như cái phễu múc nước á. Bây giờ Kỳ Lân múc nước cho nó đầy nha, xong Kỳ Lân để vô nó cũng nổi lên liền, dìm nó xuống cao thấp xuống dưới đáy nó cũng nổi lên liền, rõ rệt, rất rõ rệt. Để đạt được trầm chiều thì trầm chìm thì nó phải làm thuộc dạng là lâu năm. Rồi thử miếng kỳ hổ này luôn, chút xíu này thôi, chút xíu này thử, chút xíu thử nó có nổi không nha. Rất nhỏ, rất mỏng, rất nhẹ, cũng chìm, nó cắm đầu xuống đáy, nó chìm dưới đáy này đó, nó cứ chìm thẳng vào đáy luôn, rõ ràng quá. Rồi Kỳ Lân sẽ phân tích cho quý khách, mời camera qua đây. Trầm thì với kinh nghiệm chuyên môn của mình và với máy móc hỗ trợ không coi bằng mắt thường, mình sẽ coi bằng máy kính. Thì trầm này cũng hình thành từ cây gió bầu, gió bầu là cũng là thuộc một cây gỗ, thì nó cũng có đường văn xớ thịt của gỗ. Mình sẽ coi những cái lằn và những cái dầu sẽ nằm dưới những cái lằn này. Và khi mà người ta nhúng dầu vô hay tẩm dầu vô thì mình sẽ thấy nó loang lem tùm lum hết. Tuy nhiên mắt thường rất là khó thấy, nếu kinh nghiệm chuyên môn sâu lâu năm thì người ta sẽ nhìn ta biết. Còn nếu không có kinh nghiệm chuyên môn nhìn mắt thường không biết được, mình phải soi vào máy này thì mình sẽ thấy được. Nếu như người ta tẩm dầu thì sợ dầu sẽ bị loang và nó không, nó lạ lắm, nó không tự nhiên. Cũng như là đường mạch máu của mình vậy đó, thân gỗ, sớ gỗ của mình nó có những cái đường giống như mạch máu của mình vậy đó, thì những cái đường này nó chứa tinh dầu trong đó. Rồi tiếp tục mình sẽ coi cái nu này đó, rất nhiều dầu, rất nhiều dầu. Và mặt này rất nhiều dầu, rất rõ những tia dầu. Khi một cái gì không phải tự nhiên, gỗ là từ tự nhiên, thiên nhiên, mà nếu như mình có tác động từ con người vào, gọi là thành một cái gọi là tác động từ con người rồi đó, thì mình sẽ nhìn, mình sẽ soi, mình sẽ thấy, mình sẽ biết.
và những cái tia dầu này là tự nhiên. Và nếu như mình nhân tạo, mình đưa dầu vào những tia dầu này thì mình sẽ thấy sự khác biệt so với hàng tự nhiên. Thiên nhiên là như vậy. Đối với vòng đeo cũng vậy. Đối với vòng đeo cũng vậy. Những tia dầu rất là kỹ, rất là rõ. Vâng, và như vậy là video clip giới thiệu về trầm, phong cách chơi trầm, giới thiệu về trầm của Kỳ Lăng đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip cũng như là đồng hành ủng hộ Kỳ Lăng Luxury. Để mà đón xem những clip mới nhất về những thú chơi, những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao, Kỳ Lăng xin mời quý khách hãy subscribe kênh YouTube này, đăng ký kênh YouTube cũng như là like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn sắp tới. Hoặc là truy cập trực tiếp vào website kilangluxury.com hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo số hotline 0901 247 247. Kỳ Lăng luôn sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ tất cả quý khách tất cả những sản phẩm về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Kỳ Lăng cảm ơn và chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.